vợ chồng Việt Hương tậu cơ ngơi bề thế như cung điện. Dịp đầu năm vừa qua, thông tin ông xã của danh hài Việt Hương, nghệ sĩ Hoài Phương chính thức đưa con gái về Việt Nam định cư đã nhận được sự chú ý đặc biệt. Nhiều người hâm mộ đều vui mừng khi thấy tổ ấm của Việt Hương được đoàn tụ, không phải vất vả bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ như trước kia. Tuy nhiên, vì quyết định về Việt Nam quá nhanh nên thời gian qua, ông xã của Việt Hương vẫn chưa có kế hoạch phát triển công việc cụ thể mãi cho đến mới đây việt hương mới cho biết ông xá của cô sẽ không mở phòng thu mà thay vào đó là đi theo con đường kinh doanh và để bắt tay vào việc vợ chồng việt hương đã tậu về một cơ ngơi mới vô cùng bề thế đây chính là địa điểm mà vợ chồng cô sẽ phát triển công việc kinh doanh phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người theo đó khi xem qua cơ ngơi ai nấy đều phải trầm trồ trước sự giàu có của vợ chồng việt hương Trước đó, vào hôm 12 tháng 4 vừa qua, thông tin mẹ chồng Việt Hương qua đời ở tuổi 80 đã khiến khán giả vô cùng thương xót. Bản thân vợ chồng cặp đôi nghệ sĩ đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua nỗi mất mát to lớn này để trở lại với công việc. Hiện, người hâm mộ đã yên tâm phần nào khi thấy Việt Hương và ông xã nhanh chóng cân bằng cuộc sống và tìm được kế hoạch công việc ổn định lâu dài tại Việt Nam sau hơn 26 năm định cư nơi xứ người. Được biết, hiện tại vợ chồng Việt Thương và cô con gái nhỏ đang sinh sống trong một căn nhà vô cùng hoành tráng. Và theo như tiết lộ của Hòa hậu Diễm Hương thì cơ ngơi của vợ chồng Việt Thương là hai căn nhà 5 tầng liền kề nhau có giá trị siêu đắt đỏ, khiến ai nghe qua cũng phải trầm trồ. Song thực tế độ giàu có của vợ chồng Việt Thương không chỉ dừng lại ở đó. Còn nhớ cách đây không lâu, Việt Thương từng có nghĩa cử cao đẹp khi tặng xe cứu thương có giá trị bạc tỷ, Điều này đã chứng minh khối tài sản mà vợ chồng Việt Hương đang sở hữu là không phải dạng vừa. Có thể nói, Việt Hương không chỉ là một trong những sao nữ thành công và giàu có nhất nhì vì bích, mà cô còn là một ngôi sao có tấm lòng rất nhân ái. Nhiều người tin rằng với tài năng và nhân cách sống tuyệt vời, Việt Hương sẽ còn gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ hơn nữa trong tương lai. Yeah.